Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh Jenny Cbiz. Ngày hôm nay hãy cùng với Jenny điểm lại những tin tức hoa ngữ đáng chú ý trong tuần qua nhé. Năm 2022, top 5 bộ phim múa rối có xếp hạng cao nhất. Tác phẩm của Dương Tử đứng đầu. Bạn đã xem bộ phim nào? Chỉ còn tháng cuối cùng của năm 2022 và đã đến lúc điểm lại những công việc của năm nay. Năm nay có rất nhiều tác phẩm xuất sắc ra mắt, cũng có rất nhiều phim thần tượng hiện đại. Bạn có biết phim nghệ thuật múa rối hiện đại nào có xếp hạng cao nhất không? Chúng ta cùng xem nhé. Khu rừng nhỏ cho hai người. Vở kịch này do Ngô Thư Hân và Trương Bân Bân đóng vai chính, chủ yếu kể về Trương Như Hy, một giáo sư thật vật học, người cống hiến hết mình cho nghiên cứu khoa học, nhưng lại vô tình làm tổn thương Ngô Cơ, một cô gái nhà quê đã thích anh nhiều năm trước nhiều năm sau lấy bằng tiến sĩ danh dự về điểu cầm học về số phận của cả hai lại vướng vào nhau đây là bộ phim truyền hình ngọt ngào nhỏ với nhiều kiến thức về hoa và chim xen kể trong sự ấm áp và ngọt ngào để khán giả có thể tìm hiểu thêm khi xem phim và tình yêu ngọt ngào của cao tri cũng khiến nhiều người cảm động số người đánh giá chương trình này là 51.000 và đánh giá là 6,2 điểm Luật thứ 28 của tình yêu, đây là tác phẩm có sự tham gia của Dương Mịch và Từ Khải, chủ yếu kể về Tần Thủy Hoàng, một cô gái mạnh mẽ nơi công sở, người có được công việc mơ ước vì anh trai cô đã thay đổi tình trạng hôn nhân. Khi cô muốn thú nhận tất cả những điều này với trưởng nhóm, bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời cô, câu chuyện của hai người bắt đầu. Bối cảnh của bộ phim này rất mới lạ, hôn nhân già đã trở thành hôn nhân thật sự, và tính cách của nam chính cũng rất thú vị, một hình ảnh đã phá vỡ các quy tắc, rất nhiều yếu tố hài hước cũng được thêm vào vở kịch và đó là một tác phẩm trông rất dễ chịu. Số người chấm cho chương trình này là 77.000 và số điểm là 5,8. Thắp sáng em, sưởi ấm anh. Bộ phim này là một tác phẩm do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng vai chính, chủ yếu kể về câu chuyện của Chu Vân và Lục Tốn gặp nhau ở trường đại học. Cuộc sống trong tù đã rơi xuống đáy, nhưng lúc này Chu Vân không bao giờ bỏ cuộc, cả hai đã gặt hái được tình yêu và sự nghiệp. Sau khi chương trình được phát sóng, nó đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng, đồng thời cũng có những lượt tìm kiếm nóng trên Internet, và Trần Phi Vũ cũng đã gây được tiếng vang lớn với chương trình này. Số điểm hiện tại của chương trình này là 114.000, và số điểm là 7,3 có thể được coi là một trong những bộ phim truyền hình trực tiếp được đánh giá cao trong năm nay. Ngôi sao lấp lánh lấp lánh, bộ phim này có sự tham gia của khuất sở tiêu và Trương Gia Ninh, chủ yếu kể về câu chuyện của Lâm Bắc Ninh, một cô gái theo đuổi tình yêu và bị bạn trai lừa dối. Cô cũng bắt đầu hành trình cùng trưởng thành và chuộc lỗi với Trương Vạn Sam Chương trình này cũng rất nổi tiếng khi nó được phát sóng và câu nói trương vạn sam tuyết rơi rồi đã khiến nhiều cư dân mạng đùa giỡn. Thiết kế nhân vật kỳ hoặc của nữ chính rất hài lòng và nhiều cư dân mạng sẽ bị chọc ghẹo khi gặp nữ chính và tính cách của nhân vật rất khác biệt. Số người đánh giá chương trình này là 141.000 và đánh giá là 6,8 điểm. Hãy khuyên tôi trong suốt bản đời còn lại. Tôi tin rằng nhiều cư dân mạng đã xem bộ phim này. Bộ phim này là tác phẩm do Dương Tử và Tiêu Chiến đóng chính. Câu chuyện chính là Lâm Chỉ Tiêu, một sinh viên âm nhạc sắp tốt nghiệp. Tình gặp Gu một bác sĩ phẫu thuật đang ở dưới đáy của sự nghiệp. Khi gia đình anh thay đổi, hai người đang cứu chuột lẫn nhau trong khi bình thường với nhau và cuối cùng đến gần nhau một cách vững chắc và giao phó phần còn lại của cuộc đời họ. Khi bộ phim này được tung ra, nó thực sự rất sôi nổi. Trên Internet đều có những tin tức nóng hổi có liên quan và mọi người đang thảo luận về cốt truyện. Ngoại hình đẹp của hai diễn viên chính cũng thu hút nhiều người hâm mộ. Tình yêu ngọt ngào ấm áp và hàng gắn. Số điểm hiện tại của bộ phim này là 200 7.000. Đây cũng là tác phẩm có số lượng người chấm nhiều nhất trong số các phim truyền hình hiện nay của năm nay. Trên đây là một số tác phẩm có lượng người hâm mộ cao nhất trong năm nay. Không biết bạn đã xem tác phẩm nào chưa? Hãy cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm xem của bạn. Hình ảnh lấy từ internet. Cảm ơn sự đóng góp của các bạn. Vui lòng liên hệ để xóa nếu có bất kỳ vi phạm nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu như bạn thích video này thì hãy like, subscribe và nhớ bật chuông thông báo để có thể nhận được những video tiếp theo nhé.